Niềm an vui là khi ta thật giản đơn, thanh đạm với cuộc sống bình dị hàng ngày. Niềm an vui là khi ta làm những điều nhân ái thiện lành, xuất phát từ trái tim. Niềm an vui là khi ta được sống trong chánh pháp nhiệm màu của Như Lai. Và niềm an vui là khi ta lìa xa được bến mê danh lợi não phiền, sống đời tỉnh thức. Niềm an vui vẫn luôn có thật, như bữa cơm thanh đạm dưa cà. Giản đơn thôi người đừng đánh mất, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Phật quanh ta ở nơi ta bà, khi uống ăn nhớ niềm Ni Đà. Và khi ta làm điều nhân ái, thấy y như là Phật đến trong ta, thấy y như là Phật đến trong ta.